vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Kết nối Bắc sông Hậu. Chương trình kỳ này do Đài Phát thanh Truyền hình Bến Tre tổ chức sản xuất và phối hợp cùng với các đài phát thanh truyền hình Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Đồng Tháp và Vĩnh Long. Thưa quý vị, mở đầu chương trình Kết nối Bắc sông Hậu kỳ này là thông tin đến từ tỉnh Bến Tre liên quan đến lĩnh vực đầu tư các công trình dự án. Chủ trương đầu tư xây dựng cầu đình Cao kết nối hai tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre theo phương thức đối tác công tư đã được chính phủ ký quyết định phê duyệt. Mục tiêu chính của dự án là cải thiện năng lực khai thác tuyến quốc lộ 57, giảm thiểu ủng tắc giao thông tại Phà Định Khao, tăng cường kết nối giữa hệ thống quốc lộ và cao tốc trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Việc hoàn thành cầu Đình Khao sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre và các địa phương lân cận, đồng thời thúc đẩy sự liên kết dùng tạo động lực phát triển kinh tế xã hội trong khu vực. Dự án này được thực hiện từ năm 2024 đến năm 2028 với chiều dài toàn tuyến khoảng 4,3 km. Cầu chính vượt sông Cổ Chiên dài trên 1,5 km. Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng với vận tốc tối đa 80 km một giờ. Quy mô cầu và tuyến đường ban đầu là hai làn xe rộng 12 m. Giai đoạn hoàn thiện sẽ mở rộng lên 4 làn xe rộng 20,5 m. Tổng mức đầu tư dự án ước khoảng 2.971 tỷ đồng. Trong đó vốn từ nhà đầu tư và doanh nghiệp chiếm 51,1%, còn lại là vốn nhà nước. Dự án cầu Định Khao được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội đầu tư, góp phần phát triển toàn diện kinh tế xã hội cho hai tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre và toàn khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong tương lai. Thưa quý vị, với vị trí địa lý thuận lợi và những chính sách ưu đãi hấp dẫn, tỉnh Long An đang trở thành điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trong nhiều năm qua, Long An luôn là lá cờ đầu trong thu hút đầu tư của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong 9 tháng đầu năm, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An đã thu hút gần 100 dự án đầu tư cấp mới, trong đó có 75 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư cấp mới đạt hơn 540 triệu USD. Theo thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài, FDI của tỉnh chiếm trên 70% số dự án và hơn 38% tổng số vốn đăng ký của khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong nửa đầu năm 2024. Điểm đáng chú ý là các dự án mới đầu tư vào Long An đều hướng tới ứng dụng công nghệ hiện đại, sử dụng năng lượng tái tạo phù hợp xu hướng phát triển bền vững và lộ trình net zero hay phát thải carbon rồng bằng không đến năm 2050. Điều này cho thấy Long An không chỉ là địa phương thu hút đầu tư mà còn là điểm đến của công nghệ xanh. Tiếp theo chương trình là thông tin đến từ tỉnh Đồng Tháp. Vừa qua, Ban Thường vụ tỉnh ủy Đồng Tháp đã phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận trường chính trị tỉnh Đồng Tháp đạt chuẩn mức 1. Đây là trường chính trị thứ hai ở đồng bằng sông Cửu Long được công nhận chuẩn 1 và là sự kiện có ý nghĩa chính trị to lớn trên chặng đường gần 70 năm xây dựng và phát triển của nhà trường. Sau hơn một năm triển khai thực hiện đề án xây dựng trường chính trị tỉnh của Ban Thường vụ tỉnh ủy, trường chính trị tỉnh Đồng Tháp đã hoàn thành 55 trên 55 chỉ tiêu đạt chuẩn mức 1, về đích trước một năm so với mục tiêu đề án. Trong đó, nhiều chỉ tiêu dược chuẩn như tỷ lệ giảng viên chiếm hơn 76% cán bộ viên chức nhà trường, gần 62% giảng viên chính, 96% giảng viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên, 5 giảng viên có trình độ tiến sĩ và 5 giảng viên đang học nghiên cứu sinh. Bên cạnh đảm bảo công tác đào tạo, bồi dưỡng, hoạt động nghiên cứu, khoa học cũng được nhà trường chú trọng, trường chính trị tỉnh Đồng Tháp cũng nằm trong nhóm các trường dẫn đầu cả nước, được công nhận đạt chuẩn mức 1 là một bước phát triển quan trọng, là nền tảng để trường phấn đấu đạt chuẩn mức 2, đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhằm tiếp tục lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh vừa tổ chức chuỗi sự kiện Ngày hội khởi nghiệp năm 2024 với chủ đề Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai. Ngày hội khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh diễn ra với nhiều hoạt động như tổ chức lớp đào tạo, nâng cao kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho học viên, trưng bày giới thiệu sản phẩm ô cốp và các sản phẩm đạt giải tại các kỳ thi khởi nghiệp trong doanh nghiệp, tổ chức cá nhân tiêu biểu, đồng thời tổng kết trao giải cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Trà Vinh năm 2024. Ngày hội năm nay, tỉnh Trà Vinh cũng tổ chức hàng loạt diễn đàn, hội thảo liên quan đến hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo như hội thảo khoa học với chủ đề phát triển mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Trà Vinh năm 2024. Demo Day kết nối khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với doanh nhân trong và ngoài tỉnh, hội thảo kết hợp diễn đàn kết nối khởi nghiệp với chủ đề khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, cơ dậy các vọng kiến tạo tương lai. Ngày hội khởi nghiệp lần này nhằm tạo động lực và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp kinh doanh, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong mọi tầng lớp thanh niên, nông dân, phụ nữ học sinh sinh viên trong tỉnh, khơi dậy cái tiềm năng và thế mạnh của địa phương, phát huy nguồn nhân lực, à, hình thành và thúc đẩy tư duy đổi mới sáng tạo, phát triển sáng kiến khoa học công nghệ ứng dụng vào các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tạo ra các sản phẩm chất lượng cao cạnh tranh đáp ứng được nhu cầu thị trường. Đồng thời thực hiện tốt cái liên kết vùng kết nối chặt chẽ với hệ sinh thái của khu vực của quốc gia từng bước xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh Trà Vinh phát triển mạnh mẽ và bền vững. Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh, đến nay tỉnh đã phân bổ hơn 13 tỷ đồng hỗ trợ cho các hoạt động khởi nghiệp với mục tiêu nâng tầm hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Quý vị đang theo dõi chương trình Kết nối Bắc Sông Hậu. Tiếp theo chương trình là thông tin trên lĩnh vực văn hóa du lịch. Nhằm bảo tồn và phát triển các làng nghề truyền thống, góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa của dân tộc, Quỹ ban nhân dân tỉnh Long An đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề trên địa bàn tỉnh Long An năm 2024. Theo đó, tỉnh Long An đề ra các mục tiêu tiếp tục khôi phục, bảo tồn 7 nghề truyền thống, 7 làng nghề truyền thống có nguy cơ mai một thất truyền, công nhận mới hai nghề truyền thống, tiếp tục phát triển một làng nghề gắn giới du lịch, phấn đấu trên 50% làng nghề, làng nghề truyền thống hoạt động hiệu quả. Có 75% người lao động trong làng nghề được đào tạo, nâng cao kỹ năng tay nghề, an toàn lao động và kiến thức công nghệ thông tin cơ bản. Hiện nay, toàn tỉnh có 9 nghề truyền thống, một làng nghề, 7 làng nghề truyền thống đã được Quỹ ban Nhân dân tỉnh Long An công nhận. Số cơ sở sản xuất kinh doanh trên 1.500 hộ với khoảng gần 4.000 lao động, tổng doanh thu của làng nghề trên 200 tỷ đồng. Đồng Tháp là tỉnh có nông nghiệp trù phú, cùng với đó là tài nguyên du lịch nhân dân đa dạng, từ những di tích lịch sử, văn quá ẩm thực cho đến ngày truyền thống. Du lịch gắn với nông nghiệp nông thôn ở Đồng Tháp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, không chỉ giúp phát huy hiệu quả thế mạnh của địa phương, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, mà còn góp phần kết nối, gắn kết cộng đồng toàn tỉnh Đồng Tháp đã phát triển được hơn 70 điểm du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp. Trong đó có 11 điểm du lịch được công nhận đạt tiêu chuẩn theo luật du lịch, 53 điểm được cấp phép đạt chuẩn phục vụ khách du lịch. Đặc biệt, có 7 điểm du lịch nông nghiệp đã được chứng nhận ưu cấp nhóm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch. Các địa phương đang phát triển mạnh loại hình này là thành phố Sa Đéc, thành phố Cao Lãnh, huyện Tháp Mười và huyện Lai Dung. Những điểm tham quan tại đây thu hút đông đảo khách du lịch ngoài tỉnh, nhất là vào thời điểm cuối tuần hay những dịp lễ Tết Tính riêng 6 tháng đầu năm nay đã có hơn 2,5 triệu lượt khách đến với vùng đất sen hồng, doanh thu du lịch đạt hơn 1.200 tỷ đồng. Thưa quý vị, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên di Đồng tỉnh Vĩnh Long qua 13 năm tổ chức đã trở thành sân chơi khoa học ý nghĩa cho học sinh các cấp học, qua đó phát hiện nhiều nhân tố nổi bật với nhiều sản phẩm sáng tạo hữu ích cho cuộc sống. Sinh ra và lớn lên tại Dương quốc Cống Đỏ, quyền Mang Thích, hai em học sinh trường tiểu học Nhân Phú C đã nảy ra ý tưởng làm bộ sản phẩm quà tặng du lịch của dùng cốm đỏ chia sẵn với chất liệu sẵn có trong tự nhiên, góp phần tạo điểm nhấn quảng bá du lịch địa phương. chúng em đã mạnh dạn lên ý tưởng sản phẩm mỹ nghệ bán ở khu du lịch đương đại vừa phát triển được kinh tế vừa giới thiệu được nét đặc trưng độc đáo của quê hương em khó khăn của em là tìm ý tưởng từ mô cao có thể làm ra sản phẩm gì chọn ngân ảnh toàn cảnh hay góc cảnh về lò nung để trang trí cho sản phẩm Sản phẩm dự thi của hai em Huyễn và Huy được ban tổ chức và giám khảo đánh giá cao vì tính sáng tạo, gần gũi và phù hợp với tính năng quà tặng lưu niệm. Đây cũng là sản phẩm mang tính mới và có thể ứng dụng ngay tại các điểm du lịch, tạo sự mới lạ thu hút du khách khi đến với dương quốc gạch gốm mang thích. Dinh dự đạt giải gì cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên di đồng cấp tỉnh năm 2024. Dự án này được chọn tham gia thi sáng tạo thanh thiếu niên di đồng toàn quốc. Tôi đã quyết tâm giúp các em bằng cách là hỗ trợ các em tham gia hội thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng thông qua các cái bước thực hiện sản phẩm như là tìm được nguyên vật liệu, tìm hình ảnh để trang trí. Tôi muốn đưa những cái hình ảnh, những cái gì đẹp nhất của địa phương tôi để giới thiệu đến bạn bè gần xa. Tâm đắc nhất của chúng tôi là cái bộ sản phẩm quà tặng du lịch. Cái này là rất sát với địa phương và đã phát triển cho kinh tế địa phương nhờ sự quan tâm cổ chủ động viên và sự hướng dẫn tận tình của giáo viên bộ môn thầy cô trong nhà trường nhiều học sinh đã mạnh dạng trình bày ý tưởng từng bước nghiên cứu cho ra đời nhiều sản phẩm mang tính ứng dụng cao thúc đẩy hoạt động sáng tạo khoa học trong nhà trường góp phần vào sự đổi mới phát triển kinh tế xã hội của địa phương Thưa quý vị, hiện nay sầu riêng ở Việt Nam đã hình thành nên 4 dùng sản xuất với các điều kiện tự nhiên khí hậu khác nhau, dẫn đến thời vụ thu hoạch khác nhau để kéo dài thời vụ thu hoạch sầu riêng từ tháng 4 đến tháng 10. So với trước đây tập trung từ tháng 4 tháng 6 như ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây là điều kiện thuận lợi để sầu riêng Việt Nam cạnh tranh với các nước trong khu vực. Tuy nhiên, giữa các dùng trong cả nước sẽ có sự cạnh tranh lẫn nhau. Để đạt được hiệu quả cao, nhà dương cần hiểu rõ thời vụ của từng dùng. Bến Tre nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung với lợi thế chủ động trượt nước và kinh nghiệm canh tác lâu năm, đặc biệt là sản xuất vụ nghịch. Đây là dựng sầu riêng của bà Nguyễn Thị Thinh ở ấp Hàm Luông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, với diện tích 1,2 hecta của cả gia đình và riêng bà Thinh là 3,2 công đều đã ra qua, bắt đầu sổ nhụy và cho thu hoạch vào khoảng tháng 10 âm lịch. Để sầu riêng ra qua vụ nghịch ngoài điều kiện tự nhiên, đòi hỏi người trồng sầu riêng phải nắm dưỡng kỹ thuật xử lý và một phần nhờ vào thời tiết. Mình muốn xử lý cho sầu riêng được giá cao thì mình khoảng làm từ khoảng từ tháng tháng 6, tháng 6 âm lịch cho tới tháng 8 là mình phải đầy mũ. Để tới nữa nó đạt tái được mà khoảng cỡ 2 tháng chạp tới 2 tháng giêng là mình bán là cái giá nó mỗi năm nào mình thấy khoảng đó là cái giá nó hơi cao, ừ. Với hai nữa là mình thấy mình được giữ được cái hạn mặn với chạy mặn được cây mình nó khỏe. Không chỉ riêng bà Thinh mà hầu hết nhà vườn trồng sầu riêng ở Tân Phú đều có kinh nghiệm và kỹ thuật canh tác sầu riêng rải dụ, tránh cảnh dội hàng ế chợ. Có được sầu riêng sớm thì có nhiều cái lợi nhưng mà cũng hơi cực chi phí đầu tư thì hơi cao nhưng mà được một cái là mình bán giá nó cao thí à, dụ như là về phần mũ đậy bạc đồ đó à, rồi thuốc kích thích mình cũng sử dụng nhiều hơn là cái lúc mà mình để sầu riêng vụ thuận thời tiết nó cũng ảnh hưởng rất nhiều tới vụ ra sầu riêng vụ nghịch theo bà con nhà vườn trái sầu riêng vụ nghịch thu hoạch từ tháng 10 đến khoảng tháng 2 âm lịch có giá bán cao năm vừa qua sầu riêng bán với giá thấp nhất trên 50.000 đồng một ký và cao nhất gần 140.000 đồng một ký. Việc xử lý sầu riêng ra qua rải dụ tránh bồ dụ của các tỉnh miền Đông Nam Bộ Tây Nguyên. Bên cạnh đó, trái sầu riêng đã được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc và mới đây, Việt Nam và Trung Quốc ký nghị định thư xuất khẩu cơm sầu riêng cấp đông đã mở ra cơ hội cho người trồng sầu riêng ở xã Tân Phú Nói Riêng, và của tỉnh Bến Tre nói chung. Trong ít phút còn lại của chương trình hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi thông tin đến từ tỉnh Tiền Giang. Dân thưa quý vị, cùng với cả nước, từ ngày 1 tháng 10 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Tiền Giang đã và đang tập trung thực hiện quyết liệt hiệu quả kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh. Song song với tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, lực lượng làm nhiệm vụ cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành pháp luật của phụ huynh và các em học sinh. Trong những ngày qua, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Tiền Giang đã tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông đối với lứa tuổi học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông. Công an Tiền Giang thì cũng đã xây dựng cái kế hoạch rồi tập trung lực lượng để mà làm tốt cái công tác tuyên truyền, vận động cái phụ huynh học sinh là phải chấp hành nghiêm về luật giao thông đường bộ cũng như là phối hợp với các nhà trường để mạnh công tác tuyên truyền. Cái thứ hai đó là bà chúng ta cũng tập trung lực lượng xử lý cương quyết và có hiệu quả các cái hành vi vi phạm mà liên quan đến lứa tuổi học sinh cũng như là cái phụ huynh học sinh mà vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Qua ghi nhận từ công tác kiểm tra xử lý của lực lượng cảnh sát giao thông cũng như thực tế trên một số tuyến đường cho thấy không ít học sinh phụ huynh vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông. Con 17 tuổi, không đủ tuổi, chạy xe cho 100 phân khói. Dạ, tại vì con chạy thì có, con không kịp giờ học. Con tự lấy xe chạy, gia đình con biết. Con gửi xe ở bệnh viện, con biết là con sai, con sẽ rút kinh nghiệm. Có một ngày hôm nay à, tại nhà con có việc là con không có ai đưa hết. Biết vi phạm không? Dạ biết. Đầu năm có là viết cam kết chưa? Dạ có. Dạ con gửi nhà bạn. Việc kiểm tra xử lý vi phạm được lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện với tinh thần nghiêm túc, hiệu quả, triệt để và duy trì thường xuyên, liên tục nhằm tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông của phụ huynh và các em học sinh, bảo đảm giữ nghiêm kỷ cương của pháp luật và kéo giảm các vụ tai nạn giao thông xảy ra đối với học sinh. Thông tin vừa rồi đến từ Đài Phát Thanh và Truyền hình Tiền Giang cũng đã khép lại chương trình kết nối Bắc Sông Hậu kỳ này cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chủ nhật tuần sau